Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Showbiz News. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng và niềm vui trong cuộc sống. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạ Na và Triệu Lệ Dĩnh đều được tìm kiếm vì có con. Cư dân mạng trêu rằng họ có thể có nụ hôn của trẻ và trở thành thông gia. Triệu Lệ Dĩnh sẽ rất hời trong vụ làm ăn này. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2022, Tạ Na lặng lẽ đăng một bức ảnh mặt sau của hai cô con gái song sinh đầu lòng và một bức ảnh bàn tay nhỏ của cô con gái thứ ba trên Weibo. Tạ Na viết một bài tổng kết cho năm 2021. Cô rất biết ơn một thiên thần nhỏ khác đã đến bên mình. Tạ Na cũng biết ơn về sự phát triển khỏe mạnh và hạnh phúc của cô bé. Tạ Na cũng cho biết vai trò của người vợ và người mẹ khiến tôi nỗ lực để trở nên tốt hơn, cho tôi nhìn và cảm nhận những điều quan trọng nhất trong cuộc sống, giúp tôi bình tĩnh hơn khi đối mặt với nhiều thứ và cũng hiểu rõ hơn về những lựa chọn của mình và tin rằng nhiều điều tốt đẹp sẽ xảy ra vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên Tạ Na chia sẻ một bức ảnh của tiểu bảo bối, mặc dù cô ấy chỉ chụp một bàn tay nhỏ nhưng đó cũng là một sự cải thiện lớn. Cư dân mạng đang rất mong chờ một bức ảnh chân dung gia đình và chiêm ngưỡng khuôn mặt của ba đứa trẻ. Thật trùng hợp, Triệu Lệ Dĩnh cũng nổi tiếng vào ngày này vì con trai của cô ấy. Ngày 2 tháng 1, một số phương tiện truyền thông đã tung ra hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở một trường quay, quay quảng cáo. Trong lúc đó, con trai của cô cũng đến thăm trường quay. Cùng ngày, Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na đang được cư dân mạng tìm kiếm nóng về con của họ. Cư dân mạng trêu chọc, Triệu Lệ Dĩnh và Tạ Na là một đôi bạn thân. Khi sinh con, đều tặng ổ khóa vàng làm quà. Tạ Na sinh 3, Triệu Lệ Dĩnh chỉ sinh 1, Triệu Lệ Dĩnh lỗ to rồi. Nhưng nếu con trai của Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với con gái của Tạ Na hơn 30 năm sau, thì chiếc khóa vàng mà Triệu Lệ Dĩnh đã tặng hơn 30 năm trước sẽ là của riêng con trai cô. Cư dân mạng thỏa chí tưởng tượng, con trai của Tạ Na lớn rồi. Nghĩ đi, thử nghĩ xem, nếu quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh không muốn kết tình chị em với hai cô chị, giờ cô cậu lại có thêm một búp bê để lựa chọn. Nghĩ lại thì thật sự quá sung sướng và may mắn, Triệu Lệ Dĩnh hời quá rồi. Tin nhắn bùng nổ trên mạng xã hội, họ đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Tất nhiên, đây chỉ là một trò đùa của cư dân mạng. Bây giờ là thời đại nào rồi? Nụ hôn trẻ con hay nói cách khác, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó từ lâu đã không thịnh hành. Gần đây, sự nghiệp của Tạ Na đã mở ra một sự thay đổi lớn. Cô đã dẫn chương trình Happy Cam hơn 10 năm, không còn tham gia chương trình mới Hello thứ 7. Vì vậy, Tạ Na sẽ có rất nhiều thời gian để đồng hành với con của cô và Trương Kiệt trong tương lai. Triệu Lệ Dĩnh mặc dù đã ly hôn, nhưng cô và Phùng Thiệu Phong cùng thống nhất nuôi dạy con cái, tin rằng những đứa trẻ của hai nhà sẽ là những chị em tốt của nhau như cha mẹ chúng. Video của mình kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.